Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, sau khi khảo sát, cân nhắc, thành phố và huyện Từ Liêm đã xác định việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập hai quận theo phương án, một quận ở phía bắc quốc lộ 32 tên là Bắc Từ Liêm, một quận ở phía nam quốc lộ 32 tên là Nam Từ Liêm. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phương án này đã đáp ứng được nguyện vọng và nhận được sự đồng thuận của đại đa số nhân dân. Qua quy trình lấy ý kiến của nhân dân, đã có 65.473 cử tri đại diện nhất trí, đạt tỷ lệ 90%. Trong khi đó, đề xuất hai tên Từ Liêm Mỹ Đình chỉ đạt 7,6%. Kết quả này khác hoàn toàn so với khảo sát ý kiến người dân trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trước đó. Theo các khảo sát này, thì đa phần người dân ủng hộ tên quận mới là Mỹ Đình vì đây là cái tên đẹp, gắn với nhiều công trình lớn trên địa bàn. Nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn Hà Nội trước đó cũng lên tiếng ủng hộ phương án này. Trong khi đó, tên Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm khó đọc lại hàm ý phương hướng hơn là tên địa danh.